Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày canh thân tháng kỷ hợi năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc tư mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trận. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thạch lưu mộc, ngày canh thân, tức can chi tương đồng, thuộc kim, và ngày hôm nay là ngày cát, Vài nạp âm, thạch lưu mộc, kỵ tuổi, giáp dần, mậu dần, ngày thuộc hành mộc, khác với hành thổ, đặc biệt là tuổi canh ngọ, mậu thân, bính thìn, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày thân, lục hợp với tỵ, tam hợp với tý và thìn thành thủy cục xung với dần hình dần hình hợi hại hợi phá tí, và tuyệt mão vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi nhâm dần mậu dần giáp tý giáp ngọ tuổi xung trong tháng tuổi tân tỵ đinh tỵ Về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp tốt mọi việc, sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao mẫu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao đại hồng sa, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có, sao thiên cương, hay còn gọi là sao diệt môn, sáu mọi việc, sao kiếp sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao địa phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, sao thụ tử, sáu mọi việc, trừ săn bắt, sao nguyệt hỏa, sao đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, sao băng tiêu ngoạ hảm, sao ngoại hãm, sao mọi việc, sao thổ cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng, sao không phòng, kỵ về cưới hỏi, sao độc hỏa, sao đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Tây Nam và sau đây mà các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày mùng 8 tháng 11 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày mùng 8 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi tý đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tý thìn phù trợ cái điều này mang lại cho bạn tuổi tý đang có được cảm giác muốn kết nối khiến cho bạn tuổi tý đang còn độc thân có thể có ý định hàn gắn một mối quan hệ đã không thành nhưng với bạn tuổi tý nên cẩn thận vì đó có thể chỉ là những cảm xúc nhất thời. Bạn đừng nên vì quá cô đơn mà không suy xét cho kỹ hành động của mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn có được nhiều sự may mắn về tiền bạc. Và nếu có việc gì cần phải thực hiện thì với bạn tuổi Tý tí nên tiến hành ngay trong ngày hôm nay vận may về tiền bạc không được lâu vì vậy với bạn tuổi tý nên biết chớp cơ hội nhưng cũng đừng vì thế mà tham lam quá bạn tuổi tý nhé ngày thứ hai này với bạn tử tý bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh dự báo cho bạn sức khỏe của bạn mệnh lúc này đang rất tốt nhất là đối với những ai đang ốm thì khả năng hồi phục là rất nhanh và hôm nay với bạn tử tý bạn cũng cảm thấy ăn ngon miệng hơn và ngủ cũng rất ngon nữa và ngày thứ hai đầu tuần này với bạn tù tý bạn đang có được báo hiệu có vận quý nhân giúp đỡ có được những tín hiệu tốt về tài lộc đi xa thì gặp được nhiều may mắn và bạn cũng đừng quên nên xuất hành theo những hướng tốt như là hị thần hướng tây bắc và tài thần hướng tây nam để tăng thêm sự may mắn cho mình về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim ngày hôm nay xuất hành đi xa gặp nhiều may mắn tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy chẳng có điều gì có thể ngăn nội bạn tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa nhận được sự tín nhiệm của nhiều người tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ gặp được cơ may để cải thiện về tình hình tài chính hiện tại tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc hậu phương vững chắc là động lực để cho bạn vượt qua những khó khăn về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày mùng 8 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang có điểm báo hình hại vô ơn nhắc nhở bạn tuổi Sửu nên cẩn thận với niềm tin của mình và bạn tuổi Sửu có thể tốt với họ nhưng điều ngược lại thì không ai dám chắc chắn một số người đặc biệt là những người thân thiết có thể nói dối bạn vì vậy, lời nói dù có mật ngoặt đến đâu đi chăng nữa, với bạn tuổi Sửu cũng nên tự mình kiểm chứng lại thông tin. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu, bạn cần phải suy nghĩ một cách vô cùng là thận trọng về những hành động mà bạn làm trong ngày hôm nay, bởi vì bạn đang chịu tác động của kiếp tài chiếu mệnh. Thực ra, nó tác động nhiều hơn bạn suy nghĩ rất nhiều và khi bạn làm việc cẩn trọng, có đầu, có cuối thì bạn sẽ không còn phải nghĩ ngợi nhiều nữa. Trong ngày này, với bạn tuổi Sửu, trong khi bạn nghĩ rằng một điều nào đó đã đi qua, rắc rối nào đó đã được xử lý ổn thỏa thì thực tế không phải là như vậy. Dường như ai đó vẫn có những lúc tức giận, bực dọc với bạn mà chưa hóa giải được cảm xúc của họ. Đây là ngày để cho bạn tuổi Sửu thẳng thắn đối mặt và tìm ra cách giải quyết vấn đề đó nhé. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng chớ nên tin người kẻo lại bị lợi dụng đặc biệt là đối với những bạn nữ nên giữ việc cũ hoặc làm những công việc nhỏ không nên làm những việc quan trọng. vài tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim hãy quan tâm hơn tới quy định chớ nên phá luật. tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy công việc được thuận lợi đạt được thành tích đáng kể. tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa có những dấu hiệu không tốt. Nhưng bạn cũng đừng có chủ quan, tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, có những người không được tốt như bạn vẫn nghĩ, từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, cần phải cẩn thận kéo lòng tốt của bạn đang bị lợi dụng. Và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng của nhân phụ trợ tuổi tỵ, tuổi ngọ. Từ vi tuổi dần thứ hai ngày mùng 8 tháng 11 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần trong ngày này nếu như bạn làm công việc gì không vừa ý thì bạn cũng đừng có nóng giận mà làm hỏng mọi việc nhất là với bạn đang chịu sức ép của ngũ hành tứ hình xung như ngày hôm nay bạn mệnh tuổi dần có phần thiếu suy nghĩ thấu đáo cho nên có thể hành sự sai trong ngày này nữa nhé lại thêm trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần, bạn đang gặp ngày của thiên quan chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi dần nên cố gắng sửa chữa một số những sai lầm nào đó mà bạn đã từng gây ra trong quá khứ trong bạn với những mâu thuẫn yêu tư nội tâm ngày khá là phức tạp nhưng đôi khi cái điều quan trọng chính là học cách tha thứ cho chính bản thân mình đầu tiên bạn tuổi dần nhé và trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần bạn cũng đang gặp ngày của ngũ hành xung khắc cái điều này cho thấy quan điểm về tiền bạc của bạn và ai đó trong gia đình có vẻ như không giống nhau và điều này có thể gây ra những tranh cãi, những thảo luận căng thẳng ngày hôm nay. Và dù gì đi chăng nữa thì với bà tuổi dần hãy luôn tôn trọng quan điểm của mọi người thay vì khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy hãy tránh xa những tác nhân con người tiêu cực, tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, bạn nên tham khảo thông tin và biết chọn lọc nó. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, cẩn trọng trong từng hành động, chớ nên chủ quan. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, hãy quan tâm hơn tới những vấn đề của xã hội. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, xử lý vấn đề theo tình hình cụ thể, đừng có để các quy định làm rào cản. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão. Từ vi tuổi mão thứ hai ngày mùng 8 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là bà tuổi mão trải qua ngày thứ hai có thể nhận được nhiều lời khuyên tư vấn từ những người xung quanh nhờ chính quan mà bạn tuổi mão nhận ra rằng quả thực là chúng hữu ích hơn bạn mường tượng ban đầu rất nhiều vì vậy với bà tuổi mão cần phải cố gắng nhận lại để lắng nghe và nghiền ngập chúng nhé ngày này bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có ngũ hành kim mộc xung khắc dự báo cho bạn có một ngày khá rối bời với một số công việc cần phải giải quyết, vô số người phải tương tác và cách duy nhất để cho bạn có thể xử lý tốt tất cả là sự nhận nại tối đa. Vì vậy với bạn tuổi mão hãy cố gắng kiểm soát những cảm xúc của mình và tập trung tốt vào công việc mà bạn được giao phó. Và ngày này với bạn tuổi mão đang có điểm báo xấu, xuất hành không được thuận lợi, có họa huyết quang, có sự va chạm, rối rắm, tranh chấp, thất lý không có người giúp đỡ. Và nếu như bắt buộc phải xuất hành đi xa thì bạn nên ưu tin đi về những hướng tốt như là hị thần, hướng tây bắc và tài thần, hướng tây nam để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình. Và ngày hôm nay là ngày mùng 4 tháng 10 năm Tân Sửu với bạn tự Mão không nên trị bệnh ở bụng, do đó bạn mệnh không nên tác động lên vị trí này ngày hôm nay về từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy dễ có xung đột vì cái tôi của cả hai người quá lớn từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa tình hình tài chính ổn định tiền tiêu rũng rỉnh, tử vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ, mạnh dạn thể hiện quan điểm của bản thân, đừng tỏa ra yếu mềm. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, hãy học cách lắng nghe để thấu hiểu, thông cảm cho nhau. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, đừng để cho sự bận rộn khiến cho bạn quên đi sự kết nối về tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp năm sao, tài lộc năm sao, sức khỏe ba sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão. Từ vi tuổi thìn thứ hai ngày mùng 8 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn bước sang ngày thứ hai đầu tuần này đang gặp được ngày quốc ngũ hành tam hợp thân tý thìn phù trợ cái điều này sẽ giúp cho bạn có được một ngày đầy hứa hẹn về cảm xúc có thể liên quan tới đời sống tình cảm công việc hay là các khía cạnh riêng tư nào đó và với bạn tuổi thìn có vẻ như bạn đang để cho cảm xúc lấn át lý trí khi đưa ra các quyết định quan trọng trong ngày hôm nay đấy cho nên bạn cần phải điều chỉnh trở lại và với bạn tuổi thìn ạ dù sao đi nữa trong ngày hôm nay cũng có sự xuất hiện của tỷ kim chiếu mệnh cho nên, với bạn cần phải thận trọng một chút khi chia sẻ những thông điệp của mình ngày hôm nay. Có thể, dụng ý của bạn không phải là xấu, tuy nhiên, đối phương lại có cách suy nghĩ khác. Nhất là, nếu như cách bạn truyền đạt thông điệp đó có thể chưa thực sự phù hợp, khéo léo hơn trong việc ứng xử bạn thủ thìn nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thìn, bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Các điều này hỗ trợ cho bạn mệnh cải thiện được tình hình về tài chính hiện tại. Và quan trọng là bạn có biết nắm bắt được nó hay là không. Và cũng rất có thể bạn có được người bạn nào đó cho bạn vay mượn tiền để thoát khỏi cạnh khó khăn hiện tại. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, chuyện tình cảm cần phải có sự đồng lòng, vun viến từ cả hai bên. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, một số quyết định hôm nay của bạn có phần cảm tính và dễ đánh giá sai. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, cần phải quan tâm và chăm sóc cho sức khỏe của bản thân. Từ vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim, các mối quan hệ xã giao bị ngăn trở khi bạn hiểu ra con người thật của ai đó. Từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy, đừng quá chủ quan, tự cao, tự đại, dẫn đến kết quả không được như mong đợi. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn. Từ vi tuổi tỵ thứ hai ngày mùng 8 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành thân tỵ tương phá làm cho bạn đang có điểm báo có điều gì đó đã gây áp lực lên con người bạn trong ngày hôm nay tuy nhiên thậm chí bạn không nắm bắt được rõ vấn đề đó là gì và cách tốt nhất đó chính là bạn nên chậm lại để suy xét mọi việc và tìm tới sự trợ giúp của người nào đó đừng có tự vật lộn nếu như bạn biết rằng điều đó chẳng có ích gì Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tỵ có được những sáng kiến mới, thay đổi dịch vụ hiện tại mà bạn đang cung cấp lên một tầm cao mới nhằm phục vụ, vụ khách hàng một cách tốt hơn và nhiều người còn được làm việc mà mình yêu thích cho nên bạn vẫn ham mê làm việc không có chút áp lực nào mặc dù hôm nay là ngày đầu tuần rất chi là bận rộn với bạn. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp ngày có họa kim xung khắc. Cái điều này khiến cho mối quan hệ của các cặp đôi dễ bị căng thẳng, mâu thuẫn chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt nào đó. Và với bạn tuổi Tỵ, hãy tôn trọng ý kiến của đối phương, chỉ khi đó bạn mới có cách hành sự phù hợp thì mới bớt đi sự tranh cãi vô lý với một nửa của mình nhé. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, tham lam có thể khiến cho tiền mất tật mang, khó cứu vãn. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, có người mang tới cho bạn nguồn tài lộc, bạn hãy biết trân trọng nó. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, khó giữ được bình tĩnh vì nóng nảy mà dễ làm hỏng chuyện. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, tình cảm lứa đôi không được hòa hợp, mâu thuẫn liên minh. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, cẩn thận kéo lại bị kẻ xấu rắp tâm hạm hại. Về đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi giàu, Từ vi tuổi Ngọ thứ hai ngày mùng 8 tháng 11 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày của chính ấn nâng đỡ cho nên với bạn tuổi Ngọ có phần trở nên mơ mộng lãng mạn thế nên bạn sẽ rất khó có thể giải quyết được mọi công việc một cách hiệu quả. và nếu như có thể có một quyết định nào đó quan trọng ngày hôm nay cần phải đưa ra thì với bạn tuổi Ngọ hãy chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn với bạn nhé. Và ngày này với bạn tứ ngọ, bạn đang gặp ngày của ngũ hành xung khắc. Cái điều này khiến cho việc giao tiếp của bạn bị ảnh hưởng. Do đó, bạn nên chú ý nhiều hơn trong việc truyền tải thông tin thì mới có thể được suôn sẻ. Bạn hãy chắc chắn rằng mọi người sẽ nắm rõ vấn đề với cách giải quyết đơn giản của bạn ngày này ạ xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 4 tháng 10 năm Tân Sửu ngày này nhân thần ở trong lòng bàn tay trước ngực và trong ngực vì vậy với bạn tứ ngọ nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mổ xỉa châm chích ở các vị trí này trong ngày hôm nay và ngày thứ hai này với bạn tứ ngọ bạn đang có điểm báo xuất hành đi xa không được thuận lợi điểm báo hao tiền mất của cầu tài không có lợi hay bị trái ý nghịch lòng và nếu như bắt buộc công việc phải đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Tây Nam. Hai hướng này sẽ giúp cho bạn hạn chế được những rủi ro với mình. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, công việc được thuận lợi khi bạn có sự tập trung cao độ. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy nên nghỉ ngơi và dành thời gian cho người thân. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, tình cảm gia đình bị giãn nứt chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, tự tin vào bản thân mình, thành công sẽ tìm đến, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, đừng có lơ là chủ quan với sức khỏe của bản thân mình. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày mùng 8 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi trong ngày này đang muốn nguồn quay quen thuộc của đời sống thay đổi một chút thì dưới sức ảnh hưởng của kiếp tài chiếu mệnh cho nên với những trách nhiệm về công việc những đòi hỏi sẽ thôi thúc bạn không ngừng nghỉ, khiến cho bạn thậm chí không quản thời gian để thả lỏng, thư giãn hay là theo đuổi ước mơ của mình. Và cách tốt nhất là bạn hãy hoàn thành những công việc, nhiệm vụ được giao cái đã. Bên cạnh đó, trong ngày thứ hai này với bạn túi mùi, bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này sẽ giúp cho những kế hoạch về tài chính phù hợp hiện tại của bạn được triển khai và đạt được kết quả. Nhiều người tiết kiệm được một khoản kha khá sau một khoảng thời gian không ngừng nghỉ tích lũy từ những khoản nho nhỏ mà vốn trước đây bạn đã từng xem thường nó và hôm nay là ngày mùng 4 tháng 10 năm Tân Sửu, ngày này với bạn tuổi Mùi đang phải chịu tác động của nhiều sao xấu như là sao Kiếp Sát, sao Địa Phá, sao Thụ Tử, sao Nguyệt Hỏa, sao Độc Hỏa. Vì vậy, bạn nên kiên cự những công việc như là khởi công, tạo thác trăm việc đều không may mắn, nhất là về xây dựng nhà cửa, cưới gả, khai trương, trộ cửa, đào canh rạch cũng không nên thực hiện. Không nên kê giường, kê giường ngày này ma quỷ vào phòng và cũng không nên may vá hay là theo dệt ngày hôm nay sẽ không được may mắn. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim có những người cố chấp và không lắng nghe bạn nói từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh hỏa các mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa mang lại nhiều lợi ích từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa hãy tập trung vào hiện tại đừng có để chút quá khứ gây phiền não từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ quan hệ về tình cảm có nhiều mâu thuẫn khó hòa giải từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc hãy thử làm quen với thói quen lành mạnh xem sao Vậy đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi thân thứ hai ngày mùng 8 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh cái điều này mang tới cho bạn có được phúc lộc dồi dào trong ngày hôm nay và đó có thể là lộc ăn uống tiền bạc nữa tinh thần của bạn đang rất lạc quan và rất thích giao thiệp với mọi người vì thế bạn đừng có vì vui quá mà ai bắt hứa gì bạn cũng vội vàng đồng ý nhé và ngày thứ hai này với bạn tuổi thân Bạn lại đang gặp ngày có kim khí vượng Lúc này bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi Hôm nay là ngày đầu tuần Dù công việc của bạn bận rộn cho nên, bạn hãy cố gắng hoàn thành công việc của mình càng sớm càng tốt và không nên ôm nhiều công việc vào mình làm gì. Lúc này, bạn cần phải nạp lại năng lượng để chuẩn bị cho những ngày làm việc sắp tới bận rộn hơn. Ngày này, xem tử vi cũng cho thấy đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Ngày hôm nay với bạn tuổi thân, sức khỏe không được tốt, bạn nên hạn chế những công việc mạo hiểm và không nên tham gia những hoạt động thể dục thể thao có tinh chất mạo hiểm kéo lại ảnh hưởng tới bản thân mình. Về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, đừng để cho cái tôi quá lớn là nguyên nhân khiến cho tình cảm tan vỡ. Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, tìm cách hâm nóng tình cảm, kéo gần khoảng cách đôi bên. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, cơ hội khẳng định năng lực của bản thân, vững bước tiến về phía trước. Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, hãy gây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người bao gồm cả người lạ, tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim, làm nhiều nhưng chẳng được hưởng là bao nhiêu, dù bạn lãng phí quá nhiều. Và đánh giá của bà tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Dậu thứ hai ngày mùng 8 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bà tuổi Dậu đang gặp được ngày cố ngũ hành tam hội hỗ trợ cho bà tuổi Dậu và có thể hóa giải được những căng thẳng trong các mối quan hệ do trước đây hiểu nhầm mà xa mặt cách lòng suốt thời gian qua bản mệnh tuổi Dậu nên biết rằng tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính bản thân mình, giúp cho tâm trạng của bạn được thoải mái hơn. Trong ngày thứ hai đầu tuần này với bạn tuổi Dậu, bạn khởi động một ngày mới khá tích cực. Tuy nhiên, sau đó do một vài thông tin không vui do thương quan đưa tới với sự việc diễn ra khiến cho bạn tuổi Dậu bắt đầu có những suy nghĩ bi quan. Và bạn tuổi Dậu đừng có để cho chính những cảm xúc thiếu căn cứ như vậy tác động đến bạn và khiến cho bạn đưa ra những quyết định có phần u ám và thiếu đi sự chính xác nhé. Lại thêm trong vận tình ngày thứ hai này với bạn tuổi dậu, bạn lại đang gặp ngày có kim khí vượng, cái điều này sẽ ảnh hưởng không tốt với sức khỏe của bạn mệnh. Bạn làm gì cũng nhanh chóng mệt mỏi hơn, không thể di chuyển đi đâu xa và với bạn tuổi dậu không nên thức quá khuya kéo lại khiến cho bạn bị suy kiệt về sức khỏe. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, sức khỏe trở nên đáng báo động, cần phải đặc biệt lưu tâm. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, hãy dùng kinh nghiệm của mình để tránh những sai suất. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, dù công việc của bạn thuận lợi nhưng cũng đừng chủ quan lơ là. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, đừng có nghe lời ai nói mà thiếu cơ sở, thiếu hiểu biết về nó. Từ vi tuổi quý Dậu thuộc mệnh kim, tránh sai sót đáng tiếc có thể xảy đến do sự chủ quan của bạn. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão. từ vi tuổi tuất thứ hai ngày mùng 8 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất đang gặp được ngày có tam hội phù trợ và đây là tín hiệu tích cực khuyến khích bạn tuổi tuất nên dành nhiều thời gian hơn cho người thân bạn bè của mình trong ngày hôm nay và hôm nay nếu có thể có điều gì đó phải đưa ra lựa chọn thì bạn tuổi tuất nên ưu tiên những mối quan hệ thân thiết gần gũi hơn với bà tuổi Tuất trong ngày này cũng đừng có đặt nặng những cảm xúc mọi người xung quanh hay là những lời nói mà bạn nhận được từ họ ngày hôm nay. Bởi với bà tuổi Tuất đang chịu tác động của tỷ kim chiếu mệnh cho nên bạn trở nên mong manh và yếu đuối hơn bao giờ hết. Ngày này, bạn tuổi Tuất nên tập trung vào công việc của mình thay vì để cho những tác động ấy làm ảnh hưởng quá lớn tới bạn khiến cho bạn không thể được thoải mái trong những suy nghĩ của chính mình nữa. Ngày hôm nay là ngày mùng 4 tháng 10 năm Tân Sửu với bạn tuổi Tuất đang chịu tác động của những sao xấu như là sao kiếp sát, sao địa phá, sao thụ tử, sao nguyệt hỏa, sao độc hỏa. Vì vậy, bạn không nên tiến hành những công việc trọng đại như thế là xây cất về nhà cửa hay là cưới hỏi, khai tương, xuất hành, kê giường, đặt giường hay là khởi hành về theo dệt không tốt cho bạn. Về từ vi tuổi Giáp Tuất cuộc mệnh hỏa, hãy trân trọng thời gian của mình đang có vì nó rất quý giá hơn bạn nghĩ. Từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, hãy quan tâm hơn tới các vấn đề của xã hội. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, tình cảm gia đình tuy không có nhiều xưng đột, cũng không có nghĩa là đã thấu hiểu. Từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, nhớ là nói gì cũng cần phải xem xét tính thực tế của vấn đề. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, bạn cũng cần phải quan tâm, chia sẻ nhiều hơn và đánh giá của bà Tử Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi giàu. Từ vị tuổi hỏi thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị Hợi và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Hợi bạn đừng có dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động tương tác với bạn bè điều đó có thể khiến cho bạn không quản phút nào để dành cho chính mình và với bạn tuổi Hợi các kế hoạch mục tiêu đang còn dang dở vì thế bạn cũng cần nên nỗ lực để hoàn thành chúng trước cái đã bạn tuổi hợi nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi hợi, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này nó sẽ trợ giúp cho bạn có được nhiều nguồn thu nhập đổ về. Nhất là đối với những ai đang kinh doanh online, dễ dàng bán hàng hơn bao giờ hết, một số người còn được người thân cho tiền hỗ trợ trong lúc khó khăn. Ngày này, bạn tuổi hợi lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cũng sẽ giúp cho sức khỏe của bạn mệnh trong thời gian này được cải thiện đáng kể có thể thấy với bạn tuổi hợi đang đi đúng hướng đúng đường trong việc chăm sóc cho bản thân mình bạn cần phải tiếp tục duy trì và phát huy những thói quen tốt đẹp của mình bạn tuổi hợi nhé vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa hãy cẩn thận với những cái bẫy đang bày ra trước mắt tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ mối quan hệ xã giao trở nên căng thẳng hơn thường ngày tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc người độc thân có cơ hội tìm được một nửa của đời mình tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim tiền có trong tay đừng có phung phí vào những việc không cần thiết tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy công việc được suôn sẻ quan hệ xã giao được thuận lợi và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.